Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ra bài tập số 26. Hãy liệt kê các vị trí trong măng một chiều, các số thực mà giá trị tại đó bằng giá trị âm đầu tiên trong măng. Đấy, tức là gì? Tức là mình phải liệt kê ra tất cả các cái vị trí của các số âm mà bằng cái giá trị âm đầu tiên của măng. Đấy, ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ là mình cho một cái ví dụ là măng số thực một chiều cùng có 4 phần tử là 11.5 trừ 1, trừ 4.5 và trừ 1, đúng không ạ? Thì ta thấy cái giá trị âm đầu tiên của nó là trừ 1, đúng không ạ? Đấy. Và ta cũng thấy rằng trong cái mạng này có hai cái giá trị âm giống nhau. Đấy, là cái giá trị âm 1 này nó trùng với cái, nó bằng với giá trị âm đầu tiên là âm 1 đây, đúng không ạ? Và yêu cầu của bài toán là in ra cái vị trí đó, thì chúng ta có thể là thấy được ngay là vị trí của nó sẽ là vị trí số 1 này và vị trí số 3, đúng không ạ? Vì nó được đánh dấu là vị trí đầu là 0, tiếp theo là 1, 2 và 3, đúng không ạ? Đấy, thì yêu cầu là in ra vị trí 1 và ra đấy. Thì đó là thỏa mãn yêu cầu của bài toán, đúng không ạ? Đấy, về cái thuật toán để giải bài toán này thì nó cũng không quá khó. Thì đầu tiên để giải bài toán này thì chúng ta cần phải tìm được cái số âm đầu tiên này. Đấy, sau khi chúng ta đã tìm được cái số âm đầu tiên này rồi ấy, thì chúng ta sẽ đi so sánh với những cái số âm còn lại đấy. Tức là nó sẽ đi tìm những cái số mà bằng cái số âm ban đầu này đấy. Đấy. Và sau khi tìm được những cái số âm mà bằng với cái số âm ban đầu này, số âm đầu tiên này ấy, thì nó sẽ in ra cái vị trí của cái số mà bằng cái số âm đầu tiên đấy. Đấy. Thì đó là cái thuật toán mà để giải cái bài toán này. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái giải chi tiết. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cách để khai báo cái thư viện này. Thì thư viện ở đây thì mình đã khai báo trước vì nó rất đơn giản. Vì vào hầu như mọi cái bài tập liên quan đến mạng đều sử dụng cái thư viện này. Đấy. Thì mình đã chuẩn bị trước con IO này, Stereo Max này, Max có độ lớn bằng 100 này. Và sau đó sẽ khai báo những cái hàm nhập mạng và xuất mạng. Đấy, và trong hàm nhập mạng này thì đầu tiên mình nhập cái số phần tử của mạng vào. Sau đó sẽ kiểm tra cái điều kiện của cái N đó, cái số phần tử đó, nếu nó đã hợp lệ chưa. Đấy, nếu như nó không hợp lệ thì sẽ sử dụng cái câu lệnh GoTo để quay về cái bước nhập ban đầu. Đấy. Và sau khi nó đã kiểm tra thấy nó đã hợp lệ rồi á, thì chúng ta sẽ tiếp tục những cái câu lệnh phía sau, là cái câu lệnh for này. Tác dụng chính của câu lệnh for này là nó khối lệnh for đây, thì nó dùng để nhập cái giá trị cho cái phần tử mạng, đúng không? Rồi tiếp đến là cái hàm xuất mạng. Hàm xuất mạng này thì nó rất đơn giản, các bạn dùng cái vòng lặp for và câu lệnh print, sau đó nó sẽ tự động xuất ra màn hình cái giá trị mà mạng mà chúng ta vừa nhập ở cái phần nhập mạng này. Và sau đó sẽ đến cái phần gọi là phần tính toán này. Đầu tiên mình sẽ viết một cái hàm dùng để tìm ra cái số đầu tiên, số âm đầu tiên. Đấy, số âm đầu tiên thì mình sẽ làm như sau. Đầu tiên mình sẽ khai báo cái kiểu dữ liệu cho nó là kiểu plot, đúng không ạ? Thực. Và mình đặt tên cho cái hàm nó là âm đầu tiên. Đấy. Và đây sẽ là plot A. Và đây sẽ là in N. Rồi. Trong cái khối lệnh của plot này, cái hàm âm đầu tiên này thì mình cần phải làm gì? Tức là cái hàm âm đầu tiên này, mục đích chính của nó sẽ là tìm cái giá trị âm đầu tiên. Đấy. Nên là mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for với cái biến chạy là y bằng 0 và điều kiện của nó là bé hơn n, và sau đó sẽ là y cộng cộng. Và trong vòng lặp for này thì mình sẽ làm gì để tìm được cái giá trị âm đầu tiên? Mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if
nếu như mà cái giá trị AI này nó lớn hơn nó bé hơn không, đúng không ạ? Thì mình sẽ in ra ngay cái trả về kết quả là AI luôn. Đấy. Khi các bạn chạy từ cái giá trị đầu tiên này đến cái giá trị cuối cùng này mà tải cái giá trị AI mà nó gặp mà nó lại bé hơn không thì nó sẽ trả về kết quả ngay và không cần quan tâm đến những cái giá trị phía sau đó. Đấy. Những cái giá trị AI phía sau, đúng không ạ? Vậy với trường hợp mà chúng ta không tìm được cái giá trị âm nào thì sao? Thì lúc đó các bạn sẽ trả về cái giá trị như thế nào? Đấy. Thì lúc đó thì mình sẽ trả về cái giá trị là âm 1. Đấy. Rồi, mình sẽ nói qua với lại về cái phần tìm giá trị âm đầu này. Tức là gì? Cái hàm tìm âm đầu này, âm đầu tiên ấy, mình viết lại cho nó rõ, tìm âm đầu tiên, tìm số âm đầu tiên luôn, cho nó dễ hiểu, tưởng mình ra luôn. Đấy, cái hàm mà tìm số âm đầu tiên này thì nó có tác dụng là nó cũng giống như cái tên gọi của nó luôn, nó sẽ tìm cái giá trị âm đầu tiên của cái mạng A đây. Đấy, và để tìm thì nó sẽ đi xét lần lượt các cái giá trị của AI từ vị trí 0 cho đến cái vị trí n trừ 1. Tại vị trí nào mà nó gặp điều kiện là nó với điều kiện là nó cái AI đó bất kỳ tại vị trí nào mà nó bé hơn không ấy, nó chạy từ 0 cho đến n trừ 1. Đấy. Ví dụ như nó tại vị trí 0 nó gặp cái điều kiện là AI mà bé hơn không mà đúng thì nó sẽ trả về kết quả luôn và nó không quan tâm đến những cái kết quả cái giá trị AI tiếp sau đó. Đấy. Và nếu như trường hợp mà cái AI này nó không có giá trị nào mà nó bé hơn không, tức là cái mạng này không có bất kỳ cái phần tử nào bé hơn không thì nó sẽ trả về kết quả là âm 1. Đấy. Thì đó là cái mục đích của cái hàm tìm số âm đầu. Rồi. Sau đó sau khi đã tìm được cái số âm đầu tiên này thì mình sẽ đi vào cái hàm để tìm các cái liệt kê ra cái các cái vị trí của những cái số bằng cái số âm đầu tiên này trong cái mạng đó, và mình sẽ đặt cái kiểu dữ liệu cho nó là kiểu in đi. Rồi, tên của nó sẽ là liệt kê vị trí bằng âm đầu. Đấy, tên nó cũng hơi dài một chút nhưng đọc vào chúng ta có thể hiểu được. Đấy, và ở đây mình sẽ cũng phải khai báo cái A và cái N. Rồi, trong cái hàm liệt kê vị trí âm đầu này thì mình phải làm gì? Thì đầu tiên mình phải làm công việc như sau. Trong cái hàm liệt kê cái vị trí bằng âm đầu này thì mình sẽ sử dụng thêm một cái câu lệnh if. Có nghĩa là gì? Mình sẽ viết xong rồi mình sẽ giải thích ạ. Rồi, có lệnh if ở đây nghĩa là gì? Nếu như cái giá trị trả về của cái hàm tìm số âm đầu tiên này là bằng trừ 1, đúng không ạ? Thì, tức là gì? Nếu như cái hàm này nó tìm số âm đầu tiên trả về trừ 1, tức là nó không có cái giá trị âm nào, cái hàm, cái mạng A này nó không có cái giá trị âm nào, đúng không ạ? Thì nó sẽ làm công việc là in ra cái dòng lệnh là mình sẽ cho nó in ra cái dòng lệnh là mạng không có giá trị nào âm nào. Đấy. Còn nếu như mà trường hợp cái mạng này có giá trị âm, đúng không ạ? Thì mình sẽ sử dụng cái L
và sau đó sẽ sử dụng một cái vòng lặp for. Và khi nó đã có cái giá trị âm rồi, cái mạng có giá trị âm rồi, mình sẽ sử dụng cái vòng lặp for và sẽ dùng một cái biến chạy ống y gửi tạo bằng 0 và bén n y cộng cộng. Và trong lòng vòng lặp for này thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm như sau. Mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if. Nếu như mà cái giá trị AI nó mà bằng với cái giá trị trả về của cái hàm tìm số âm đầu tiên này, đúng không ạ? Khi cái giá trị AI này nó bằng cái giá trị số âm đầu tiên này của cái mạng, thì lúc đó mình sẽ gán cái giá trị vị trí. Ở đây mình cần phải khai báo thêm một cái biến gọi là biến vị trí. Hoặc nếu như các bạn không cần không muốn khai báo cái biến vị trí đó, thì các bạn làm cái câu lệnh sau. Các bạn sẽ in trực tiếp nó ra luôn. Đây sẽ là, vì nó sẽ là y, mục đích của mình sẽ in ra cái vị trí y đây, nên là đây sẽ là phần đáp d đúng không ạ? Và cái nó sẽ là y, cái gì sẽ là y. Rồi, tức là gì? Tức là khi mà cái hàm tìm số âm đầu tiên này nó trả về cái giá trị là nó đã tìm ra được cái số âm đầu tiên rồi ạ, thì nó sẽ sau đó sẽ dùng một cái vòng lặp for. Cái vòng lặp for này nó có tác dụng gì? Nó sẽ kiểm tra chi tiết từng cái phần tử của cái mạng đó. Nó kiểm tra từ phần tử thứ đầu tiên cho đến phần tử cuối cùng của cái mạng đó. Nó đi so sánh với cái kết quả của cái hàm tìm số âm đầu tiên này. Tức là nó sẽ so sánh với cái số âm đầu tiên. Đấy. Nếu như mà cái ID này nó bằng với số âm đầu tiên, thì nó sẽ in ra cái số thứ tự của cái giá trị ID đấy. Đấy. Tức là nó sẽ in ra cái giá trị Y. Đấy. Thì đó là cái hàm mà mình viết để liệt kê cái vị trí bằng cái âm đầu. Đúng không ạ? Rồi, sau khi đã viết xong thì mình sẽ đi đến cái hàm main. Và trong cái hàm main này thì mình cần phải làm gì? Đầu tiên mình cũng cần phải khai báo cái n này. Sau đó là cái biến a, là a, mạng a. Đây sẽ là max. Sau đó sẽ phải nhập mạng. Gọi cái hàm nhập mạng là. Sau đó sẽ là cái hàm xuất mạng. A và N. Sau khi gọi cái hàm nhập mạng và xuất mạng rồi, thì chúng ta sẽ gọi cái hàm liệt kê vị trí bằng dấu bằng âm đầu này, gọi đúng cái tên của nó này, liệt kê vị trí âm nào thì các bạn có thể copy đấy. Và xuống đây chúng ta sẽ paste luôn, ta thêm A và N. Rồi sau khi đã viết xong rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái câu lệnh get để dừng kết quả cái màn hình lại và return 0. Đấy. Như vậy là mình đã viết xong cái chương trình cho cái bài tập này. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Ở đây mình sẽ nhập với số phần tử là 4. Và A1 với A0 mình cho là -1, là 4.5, -1 và 9 đi. Mình nhập bất kỳ. Thì ở đây nó đã in ra cái số phần tử của mạng này. In ra cái giá trị của mạng là -1, 4.5 và -1, 9 này. Nhưng ở đây nó lại in ra mạng không có giá trị âm nào.
Đấy, rõ ràng chúng ta thấy đây có giá trị là âm 1 đúng không ạ? Mạng có giá trị âm 1. Nhưng nó lại không in, nó lại in ra là mạng không nên thì không có giá trị âm nào. Thì vì sao như vậy? Thì chúng ta cần phải kiểm tra lại cái hàm tìm cái giá trị âm đầu và cái hàm tìm cái thứ tự vị trí đấy, liệt kê vị trí đấy. Rồi chúng ta hãy để như vậy và chúng ta sẽ cùng kiểm tra nha. Rồi ok. Thì đây là chính cái hàm tìm số âm đầu tiên đúng không ạ? Ta dùng for. Đây, ở đây chúng ta khi chúng ta không tìm ra bất cứ cái giá trị âm nào thì chúng ta trả về giá trị âm 1 đúng không ạ? Như vậy là sẽ không được, không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta nhập cái giá trị âm 1 ở đây đúng không ạ? Thì nó sẽ trùng, bị trùng với cái kết quả return đây, nên các bạn chú ý là ta cái return này các bạn nên đặt là một số dương hoặc là bằng 0, nên các bạn đặt đây là 1. Và sau khi các bạn đã thay cái phần return của cái hàm tìm số âm đầu tiên này ở đây thì các bạn cũng cần phải thay đổi cái return đó, cái kết quả của cái hàm đó ở cái phần hàm liệt kê vị trí đấy, ngay ở câu có lệnh if đầu tiên này. Rồi ok. Rồi như vậy là mình đã sửa đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ chạy lại cái chương trình đó. Mình vẫn sẽ nhập với cái giá trị âm 1 đầu để kiểm tra xem. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì đây, các bạn đã thấy. Ở đây khi mình nhập cái số phần tử là 4 và nhập cái A0 là bằng trừ 1 đúng không ạ? A1 bằng 2 và A2 bằng trừ 1, A3 bằng 0. Thì nó đã in ra cái số phần tử là 1, 2, âm 1 và 0. Thì nó đã in ra kết quả đây là cái vị trí của nó là 0 và 2. Đây chính là cái vị trí mà có cái bằng có giá trị bằng cái giá trị âm đầu. Đấy, là 1. Rồi, thì trên đây là cái bài tập dạy về cách để tìm cái vị trí các phần tử ở trong cái mạng một chiều mà có giá trị tại đó bằng cái giá trị âm đầu tiên của cái mạng đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.